Một thằng bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn tốt, đừng gặp thằng nào cũng hốt rồi chơi mấy hôm là chí cốt. Anh em dù từng tham khổ tôi chừng cũng bị đốt, dù biết cũng có thằng chơi rất tốt nhưng mày đừng quá tin. Thằng bạn tốt nó đốt nhà tao nhưng mai là tao cất nhà tường. Con bộ hiểu tâm lý nên gia đình tao sống bình thường. Thằng em dù từng rất thương nhưng đến hôm nay là khác thương. Sướng khổ chứ có lết về đây tao không có anh em. Vượt qua sống chết thì chơi nó mới bền. Dù mày không có tiền anh em còn có nghĩa, còn mấy thằng không ỉa tối ngày chỉ biết ăn. Tao nói mày nghe dù là người thân sống dơ là phải bận. Thằng cốt tao vẫn thường hay khen là chơi hết lòng với đệ quanh. Tao lần sinh ra tử chờ thì tao mới chịu tin. Thằng em tao chơi bản lĩnh nên không nhân nhịn ai. Nếu tụi bay cứ nói gì sai thì coi chừng trai với miệng thành. Không cần thấy tao ra tay mày coi đi, bao nhiêu thằng nó cũng đánh. Sống phải cho chết phải chơi tốt cho tụi mày tin, cho tụi mày nên tin đi đâu còn gì hài. Ok tao chơi là phải chơi cho tới bến sáng mai chứ uống đi. Thằng cốt tao nói mày uống đi, mày cầm ly rượu mày uống đi, mày chơi cả láng mà sáng về sớm cho người ta kết mày uống đi. Ở gỗ Kiên Giang nó uống đi, từ bên Rạch Giá nó uống đi. Anh em ta xịn nên em ta tới nãy luôn mày uống đi. Dù cho mày sống chắc cỡ nào thì cũng vậy, khi bị người ta ghét chơi tốt cỡ nào mày cũng vậy. Thằng anh thằng em vô dài ly bia nói dài ba tiếng là muốn quậy. Dù tao biết nó định chơi nổi chứ thật sự ra nó đâu say. Cứ sống tốt với ai không tốt, cứ sống vui và không hơn thua. Mày chơi ở đâu cũng vậy, đúng lương tâm và không ai vua. Nhưng tao không thích nghĩa khí lấy thước đo bạc mang ra mua. Khi chưa biết tới giang hồ ai cũng nói sống dơ và ngang như cua. Nhưng khi hay tin tốt thằng chơi tao sống có chân chạy. Ga vô có mấy chục lần tao kiếm lòng vòng nhưng không thấy. Nhưng mà tụi bay nên nhớ là khu này tao bao hết chỗ, đừng có mang súng nổ khè anh em tao thì còn quý. Tụi mày thắc mắc tại sao giang hồ lại có nhiều thằng muốn tham gia. Giang hồ sống chất ai có máu liều thì làm cha. Ở đây cũng như nhau cả, và luật chơi là giống nhau. Cứ cầm dao và đám liều mạng để ngày nào đó được giống tao. Anh em mình thân như một nhà thật lòng là được mà. Chỉ sợ đôi khi thằng em sống có quên tình anh em từng cuộc gà. Có khi nó giống như thật thà, giả vờ anh em ngồi bàn cờ. Vậy chứ đôi lúc nó chơi một phát có thể tao lên ngồi bàn thờ. Mấy thằng mới vào nghề thì không biết cuộc sống anh em là gì mày không biết. Chém biết lẫn nhau là gì mày không biết. Tụi tao đổi bằng sống thành công việc tất cả nỗ lực để kiếm miếng ăn. Chăm gọi chém giờ thằng em tao còn đang trong trí hoài ngục tù tâm tối thì cuộc đời nó vẫn chưa được sáng.